cảnh sát Nhật bắt giữ người đàn ông tình nghi là thủ lãnh của nhóm Yakuza, tin từ Fukuoka, Nhật Bản. Cảnh sát Nhật cho biết là đã bắt giữ được ông Satoru Nomura tại miền Tây của Nhật Bản. Ông Satoru Nomura được tin là người cầm đầu hệ thống tội phạm hình sự Kudokai hay Yakuza lớn nhất ở Nhật, nhóm đã từng giao chiến với cảnh sát và bị cảnh sát coi là nhóm nguy hiểm đặc biệt. Chỉ huy trưởng cảnh sát Masato Higuchi của tỉnh Fukuoka nói rằng cảnh sát tiếp tục điều tra và sẽ bài trừ nhóm tội phạm này. Tỉnh Fukuoka đã huy động 250 cảnh sát trong cuộc hành quân bắt giữ Nomura vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày thứ Năm. Ông Satoru Nomura, hiện 67 tuổi, đã từng giết chết ông Kunihiro Kajiwara, là chủ tịch Hiệp hội của ngư nghiệp trong năm 1998. Tòa án Nhật đã kết án hai người giết chết ông Kajiwara trong năm 2002, nhưng các cuộc điều tra mới đây cho thấy hai người bị tuyên án là những người thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Ngoài việc bắt ông Nomura, cảnh sát còn ra trát truy lùng ông Fumio Tanu.